Trấn Thành chính thức tiết lộ lý do rời hai game show lớn. Sau những đồn đoán về nguyên nhân Trấn Thành bị gạch tên khỏi hai game show lớn gồm Chạy Đi Chờ Chi và Thách Thức Danh Hài, cuối cùng chính chủ đã lên tiếng. Chiều ngày 9 tháng 5 vừa qua, MC Trấn Thành đã livestream trên trang cá nhân. Bên cạnh mục đích nhằm giao lưu với khán giả, hát tặng người hâm mộ, anh đã có những chia sẻ thẳng thắn về ồn ào của bản thân trong thời gian vừa qua. Ông xã Harry Won tiết lộ lý do không tiếp tục tham gia Running Man Việt mùa 2 và Thách Thức Danh Hài mùa 7. Theo Trấn Thành, nguyên nhân anh bất ngờ rút khỏi hai chương trình lớn là vì lý do sức khỏe. Dù Trấn Thành trong cả Chạy Đi Chờ Chi lẫn Thách Thức Danh Hài đều được khán giả quý mến, ủng hộ nhiệt tình, song anh vẫn không thể tiếp tục. Trấn Thành bày tỏ sự tiếc nuối khi không được tiếp tục Running Man dù anh rất thích chương trình. Anh cũng cho biết phía đơn vị sản xuất có chiến lược truyền thông riêng và sẽ có thông tin chính thức. Song trước sự lo lắng của người hâm mộ, Trấn Thành trấn an khán giả và tiết lộ sức khỏe có một số sự cố nhỏ. Đó cũng đồng thời là nguyên nhân anh không tiếp tục làm giám khảo cho Thách Thức Danh Hài mùa mới. Dù khá tiếc thế nhưng nam MC cũng mau chóng lấy lại tinh thần. Anh vui vẻ cho biết do tình trạng sức khỏe có hạn, hy vọng sẽ trở lại dịp khác. Anh sẽ tiếp tục tham gia Rap Việt nên mọi người yên tâm. Nói cụ thể hơn về tình trạng, Trấn Thành cho biết bác sĩ cảnh báo anh đang bị lao lực, cần có thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn, hạn chế làm việc. Bản thân anh cũng thừa nhận sự giảm sút rõ rệt về mặt sức khỏe khi tâm sự. Bây giờ, Thành đứng liên tục mấy tiếng đồng hồ thì vai, tay đau, tĩnh mạch chân giãn, không ngủ được. Trước đây, Trấn Thành thức 3 đêm không sao, giờ thức một đêm tới 5 giờ sáng, mắt mở không lên, có cảm giác chóng mặt, không thể quay được. Nên Trấn Thành chủ động chọn lọc chương trình tham gia. Anh ưu tiên chọn công việc chương trình nào thích hơn, tham gia ít chương trình để dành dịp đặc biệt xuất hiện. Nam Danh Hài không quên nhắc nhở cả người hâm mộ. Anh hy vọng mọi người nên chú tâm hơn đến sức khỏe bản thân vì ai còn trẻ cũng có xu hướng đánh lừa cơ thể, làm việc quá độ rồi nghĩ mình có thể vượt qua. Đến khi lớn hơn một chút dần yếu đi, cũng sẽ bắt đầu cảm thấy quá tải với tất cả, chẳng đủ sức khỏe để làm gì. Ngoài ra, anh giới thiệu với khán giả về dự án tương lai. Anh tiết lộ sắp tới sẽ tiếp tục bấm máy phim mới, dành nhiều thời gian cho việc viết kịch bản, chọn bối cảnh, diễn viên. Với dự án này, anh sẽ giữ vai trò đạo diễn kiêm luôn diễn viên. Những chia sẻ của Trấn Thành khiến người hâm mộ lo lắng, dành lời chúc sức khỏe cho anh. Song một bộ phận cho rằng đây lại là một sự việc tích cực, bởi Trấn Thành đã quyết định đúng khi dành thêm thời gian để nghỉ ngơi. Việc anh nói ra nguyên nhân cũng phần nào giúp người hâm mộ yên lòng hơn, tránh cả những tin tức thất thiệt không đáng có.